Ôi rồi, cái gì thế này? Bảng giá việc nhà, nấu cơm 200k, rửa bát 70k, giặt quần áo 60k, là ủi quần áo 30k, quét nhà 50k, lau nhà 50k, các công việc khác đồng giá 50k, các công việc nặng nhọc phát sinh thì thương lượng giá cả. Thế này là thế nào? Mẹ với em lên đúng lúc đấy. Mẹ nhìn vợ con xem, nó có điên không? Bây giờ còn đòi tính cả tiền làm việc nhà này. Chị Linh, chị bị điên à? Hai vợ chồng ở cùng nhà với nhau mà chị tính toán từng đồng từng hào với chồng thế à? Mẹ và em lên đây thì con cũng tuyên bố luôn ạ. Từ giờ mẹ và em ở đây một tuần thì sẽ phải tuân theo bảng giá này của con. Nếu như mọi người muốn nhờ con làm việc gì thì sẽ phải trả tiền thì con mới làm. Còn nếu mà không muốn mất tiền thì phải tự làm thôi. Chốt vậy mẹ nhá. Ôi giời. Ô hay, sao lại rửa có một cái bát là thế nào? Thì bát ai người đấy rửa mà mẹ. Nếu mà mẹ muốn con rửa hết đống bát này á thì 70.000 ạ. Lãi tiền. Ê, muốn ăn cơm của chị nấu thì phải nộp tiền cho chị. Mọi người nhớ giá rồi chứ ạ? Công nấu cơm là 200.000, chia đầu người ra là mỗi người 50.000 ạ. Mới có 100.000, vẫn thiếu 50.000 nữa. Vậy thì một người sẽ phải nhịn. Anh nhịn nhá. Này, cô một vừa hai phải thôi. Cô đừng thấy mấy hôm nay tôi nhịn mà cô lớn tới nhá. Này cô Linh, sao bây giờ cô đổi tính ý? Cô hãm thế nhở? Ngày xưa ấy, cô mới về làm dâu nhà tôi, cô hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn lắm cơ mà. Tại sao bây giờ đổi tính, hãm tiền thế hả? Cái gì cũng có lý do của nó thôi mẹ ạ. Để con kể cho mẹ nghe nhá. Alo mẹ ạ? Con vẫn khỏe ạ. Thế lưng mẹ thế nào rồi? Có còn đau nhiều không ạ? Mãi chả đỡ con ạ. Giờ còn đau hơn ý. Thế thì để con gửi ít tiền để mẹ đi khám đông y xem thế nào nhá. Chứ để đau lâu nguy hiểm lắm. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh cho em 2 triệu được không? Để em gửi cho mẹ, để mẹ đi khám. Lại 2 triệu. Tiền là lá đà hay tiền là giấy? Sảnh ra cái là lại tiền. Mới tuần trước tôi đưa cô 5 triệu cơ mà. Thì 5 triệu đấy em để lo tiền sinh hoạt, tiền cưới hỏi với cả góp dỗ hết rồi còn đâu nữa. Hết rồi thì không biết tiết kiệm à? À, suốt ngày ngửa tay ra xin tiền chồng cũng không thấy ngại à? Chính anh bảo với em là cưới nhau về thì em nghỉ làm đi, ở nhà lo tập trung nội trợ để anh yên tâm đi làm. Anh nói là anh sẽ nuôi em, vậy mà bây giờ em xin tiền thì anh chửi em như ăn xin vậy. Anh nghĩ làm việc nhà đơn giản lắm à? Anh nghĩ vợ anh là ô xin miễn phí của anh nè à? Cái gì cũng có cái giá của nó thôi. Một triệu. Tôi không đôi co với cô nữa. Sau ngày hôm đó thì con quyết định mình cũng sẽ phải kiếm tiền thôi, để chồng con không còn khinh thường con được nữa. Bấy lâu nay con cứ ôm đồm tất cả mọi việc nhà vào trong người mà không một lời oán thán, khiến cho anh ấy nghĩ đấy là việc miễn phí, là việc mà một người vợ đương nhiên phải làm. Không có chuyện đấy đâu ạ. Cái thằng này. Hóa ra ấy, cái Linh nó bày trò như thế này là có nguyên do của nó cả. Mày là đàn ông, tại sao hứa rồi mà không làm? Đến lúc ấy vợ ngửa tay xin tiền thì lại hống hách thế nọ thế kia là sao? Eo ơi, em quá đáng với chị Linh thế. Sau này em có chồng mà chồng em nói như thế, em đấm cho vào mặt đi. Không thể chịu được. Thôi, không phải nói nhiều nữa. Mau xin lỗi vợ đi, còn ăn cơm. Cơm. Xin lỗi đi. Anh xin lỗi vợ vì anh đã quá ích kỷ và hống hách. Thôi được rồi, thôi cả nhà ăn cơm đi.
ăn đi con. Ăn đi. Anh, hôm nay mấy giờ anh đi làm về đấy? Anh cũng chưa biết được. Mà sao ngày nào em cũng hỏi câu hỏi đấy thế? Không thấy chán à? Thì dạo gần đây em thấy anh hay về khuya. Với cả em còn đang bầu bí như này nữa. Em cũng lo lắm cho anh đấy. Thì xong việc là anh sẽ về với em. Mà anh cũng bảo em bao nhiêu lần rồi, nếu như em đói thì em cứ ăn đi, em mệt thì em cứ ngủ trước đi, không phải đợi anh đâu. Không phải là chuyện chán ăn hay là sao cả, mà là em đang bầu bí như thế này. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Ơ, chuyện gì là chuyện gì được? Em cứ nói vớ vẩn đấy nhở. Có ai mà nói trước được đâu. Mà thôi, thì nữa anh đi về sớm với em nhá. Anh bận biết bao nhiêu là công việc, có phải anh muốn về sớm là về được đâu. Xong việc anh cũng về với em chứ anh có đi đâu đâu mà em sợ. Thì em cũng chỉ nhắc như thế thôi. Với cả em cũng sắp đến tháng sinh rồi, cũng cần có người ở bên cạnh chứ. Nếu như em cần có người ở bên cạnh ấy, thì để anh thuê cho em một người giúp việc nhá. Người ngoài thì làm sao bằng được người nhà. Thế bây giờ em muốn thế nào? Anh cũng phải đi làm, rồi sắp tới lại còn đẻ con nữa chứ. Thì em cũng có ý là bắt anh ở nhà đâu. Em cũng chỉ muốn anh thu xếp thời gian ở bên cạnh mẹ con em nhiều hơn thôi mà. Rồi, thì xong việc là anh về nhà với em là được chứ gì. Thôi, em ở nhà cẩn thận. Nếu mà có gì thì phải báo ngay cho anh đấy. Anh đi làm đây. Quân này. Dạ. Tí nữa ta làm gì đâu không em? Có, tí em đến nhà anh Nam xem đá bóng uống bia. Thế còn anh? À, hình như hôm nay có trận Việt Nam Thái Lan đúng không? Ừ. Cho anh đi với anh nhá. Được, được. Nhưng mà anh phải gọi điện cho chị nhà báo cho chị đã, rồi anh em mình cùng đi nhá. Ui giời, gọi làm cái gì? Tôi phát mệt vì suốt ngày bị vợ tra khảo rồi đây này. Thật là trong cái lúc này bầu bí, bụng thì to. Nói thật nhá, tôi chả muốn về cái nhà ấy nữa đâu. Chị nhà đang bầu, thay đổi sinh lý khó tính hơn là chuyện bình thường mà anh. Ai chẳng biết thế. Thế nhưng mà ai ngờ ngày nào đi làm cũng hỏi mấy giờ tan ca, mấy giờ về. Mà tôi có quyết định được cái việc đấy đâu. Đi làm đã mệt, về nhà lại còn mệt hơn ấy. Anh yên tâm, chị đẻ xong là lại bình thường thôi mà. Tôi chẳng biết là có bình thường được không, hay là đẻ con ra xong con lớn lên lại càng mệt thêm ấy. Ui giời, sắp làm bố trẻ con rồi ấy. Anh ấy là phải vui tính lên, anh hiểu chưa? Biết là vậy. Thế nhưng mà ai đời bầu bí, tôi bảo là thuê giúp việc không thuê. Tôi bảo đói đi ăn trước cũng không ăn, mệt nghỉ trước đi cũng không nghỉ. Tôi chả biết nói làm sao nữa cả. Phụ nữ mang bầu người ta hay tủi thân là vì chồng người ta không quan tâm. Anh ấy, anh phải chịu khó để ý chị ý một tí, thấy chưa? Thì tôi vẫn vậy mà. Chẳng qua là nhiều lúc bực bội nên là tôi mới nói thế thôi. Đấy, thì thế. Anh Nam gọi rồi. Thôi, bây giờ anh em mình cùng đi nhá. Anh em đi cho nhanh. Đây rồi, em đang đến thôi. Rồi. Chuyền bóng. Hà Đức Chinh. Dứt điểm.
Đá này ấy, không sớm thì muộn Việt Nam vào World Cup cơ ạ. Chuẩn rồi anh. Alo. Anh đang xem bóng đá với mấy anh em mà. Em cứ ngủ trước đi. Không phải đợi anh đâu. Anh nhớ về sớm nhé. Anh biết rồi. Anh xem xong rồi anh về. Em không phải đợi anh đâu. Em đợi anh về. Khổ quá. Anh đã bảo anh xem xong rồi về mà. Thế nhá. Nhưng Sút. Ui giời ơi, tiếc thế. Tí thì vào ạ. Uầy, vợ đi đâu rồi nhỉ? Alo, alo vợ à? Alo Quyên ơi, alo. Chào anh, chủ nhân của chiếc điện thoại hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện. Cấp cứu á? Vợ tôi bị làm sao? Chúng tôi rất lấy làm tiếc, không thể giữ lại được đứa bé. Chị nhà được đưa đến đây quá muộn. Chúng tôi xin lỗi. Con đến rồi đấy à? Ơ, thắng đấy à? Con đến rồi đấy à? Không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi? Thế mọi người đến đủ chưa? Tôi đợi nãy giờ đã có ai đến đâu. Chắc là hôm nay cũng ít người đi ý mà. Thì đương nhiên, mấy cái con người thất nghiệp nghèo hèn đấy làm sao mà dám vác mặt đi học lớp được. Mà không quan trọng, chỉ cần có những cái nhân tố hào quang rực rỡ cho tôi đi học là đủ rồi. Hello. Ơ, Linh à? Linh phải không? Ừ. Trời ơi, lâu lắm không gặp. Tớ không nghĩ hôm nay cậu đi đâu đấy. Ừ, mấy lần trước tớ cũng muốn đi lắm. Nhưng mà do bận công việc nên là không đi được. Thắng à? Linh à? Sau bao lâu không gặp, tôi tưởng làm cái nghề gì chứ. Giờ lại làm cái nghề shipper thấp kém này à? Không phải, tớ là...
là shipper thì làm sao? Cậu vừa nói cái gì cơ? Thấp kém á? Thì chả thấp kém thì còn là cái gì nữa? Cái nghề của cậu suốt ngày mài mặt ngoài đường đi cung phụng người khác ấy, thì không thấp kém thì còn là cái gì? Tôi cũng tính nể cậu thật đấy. Sao mà cũng dám vác mặt đi họp lớp cơ đấy? Tôi là các cậu, hôm nay họp lớp mà, chúng mình phải hoan hỉ chứ. Thắng, cậu vào trước đi. Tớ dắt xe cho Linh, theo tớ vào sau. Tớ dắt cho. Cậu sao không? Đấy không phải chỗ cho cái loại nghèo hèn như cậu ngồi. Cậu đối xử với bạn học cũ như thế đấy à? Thì sao? Thôi nào các cậu, bỏ qua hết chuyện khác đi. Mình gọi đồ nhá. Tôi uống xoài, thằng uống gì, Linh uống gì. Cho tôi nước ép dứa đây. Đơn đấy nhận đi. Có ship từ dưới quầy lên trên này được tận 50.000. Lời thế còn gì nữa, tranh thủ vào làm việc đi. Cậu... Này thằng, tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cậu đừng làm khó Linh nữa. Tôi sẽ đưa người đi lấy. Nước đây, các cậu uống đi. Cảm ơn nhá. Dạo này cuộc sống cậu ổn không? Công việc thế nào rồi? Tôi cũng bình thường thôi. Làm văn phòng ấy mà. Nhưng mà đợt này ấy, tôi đang muốn nhảy việc. Đang đăng ký vào tập đoàn Windy ấy, để làm việc. Đang đợi kết quả. Tập đoàn Windy á? Cái gì cơ? Tập đoàn Windy á? Cậu đăng ký ứng tuyển cái gì ở đấy đấy? Tôi cũng mới ứng tuyển vị trí quản lý ở đấy xong ấy. Cậu đăng ký nhân viên kinh doanh, nhưng mà sợ không được, tại vì đây khó quá. Khó gì? Đấy là do cậu dốt. Cậu không biết dùng cái này và cậu không biết đi cửa sau. Tôi quen bà chị tuyển dụng bên đấy. Tôi hứa với bà là nếu như bà ấy cho tôi đỗ cái phần phỏng vấn thì tôi sẽ tặng bà ấy một chuyến du lịch nước ngoài. Ui, thật á? Đi nước ngoài cả 100 triệu ấy nhở? Đương nhiên. Tôi đi như đi chợ nên là tôi biết mà. Thế nhưng mà quan trọng ấy là ông phải biết dùng tiền, dùng cái này này. Chứ còn mọt sách cù lần như ông lại còn không có tiền nữa thì biết bao giờ mới thăng tiến được. Mãi là thằng nhân viên quèn thôi. Như thế thì có gì đáng để tự hào? Cậu làm như thế là đút lót cho người ta, là gian lận trong tuyển dụng đấy. Con shipper này, nãy giờ tao đã không thèm đả động gì đến mày rồi mà còn thích chõ mõm vào chuyện của tao à? Cái công việc của mày là suốt ngày mài mặt ở ngoài đường chứ biết cái gì mà nói. Mày mà không câm miệng mà tao đuổi cút mày về đấy. Này, đây là quán cà phê chứ không phải nhà của cậu. Đây cũng là buổi họp lớp chung chứ không phải tiệc riêng của cậu mà có lên mặt với tôi nhá. Dậy. Thắng, sao cậu làm thế? Là sao? Tao thích làm như thế đấy. Căn bản là tao ngứa mắt. Tao không muốn mày ngồi chỗ này. Mày ngồi đây toàn bốc lên mùi nghèo hèn, hôi thối thôi, tao không chịu được. Còn sao? Nhìn gì? Mày mau dọn cái chỗ hướng dương này đi. Rồi tao sẽ quay, tao đăng lên nhóm lớp để cho cả lớp biết cái sự thê thảm của mày như nào. Đây. Cậu đừng xúc phạm Linh chứ. Việc của mày à? Mày dám tát tao à? Tát cho cậu tỉnh ra đấy. Đừng có nhìn vào quần áo hay nghề nghiệp của khác mà đánh giá người ta. Cuộc đời này có nhân có quả cả đấy. Em ơi, chị xong việc rồi. Tài xế đưa chị đến để trả đồ. Dạ vâng ạ. Thắng, sao mày ở đây? Mày bảo cuối tuần mới đi làm thêm cơ mà. Chỉ là ai mà quen thằng với Linh đi ạ? À, chị là chị của Thắng. Chị làm shipper hay ship đồ đến tập đoàn Windy. Cô Linh là chủ tịch, chị hãy ship đồ cho cô ý. Cái gì? Cái gì? Chủ tịch? Ừ. Chủ tịch tập đoàn Windy? Ừ. Thế mà sao chủ tịch lại mặc đồ shipper được? À, nãy chị có việc không kịp về thay đồ nên là đổi đồ với cô Linh đây. Em xin lỗi chị nhá. Chị đến từ lâu rồi mà giờ em mới xuống được. Tại em đang bận họp với đối tác nên là không thể ra ngoài được. Chị thông cảm giúp em nhá. Không sao. Chờ đợi khách hàng để đưa đồ đến tận tay là trách nhiệm của shipper bọn chị mà. Này, em cảm ơn ạ. Em ơi, cho chị hỏi mấy giờ rồi được không? Bây giờ là 10 giờ rồi ạ. 10 giờ rồi á? Tôi chết rồi. Chị đang vội đi đâu ạ? À, hôm nay chị có hẹn bên ngân hàng để xét duyệt khoản vay mà người ta hẹn 10 rưỡi. Bây giờ còn chưa về thay quần áo. Lỡ mà bây giờ chị sang đấy người ta thấy ăn mặc lâu thôi lại không cho vay thì chết. Hay là bây giờ chị em mình đổi đồ cho nhau đi. Trông tặng người chị em mình cũng xem nhau mà.
Đẹp mà, không phải ngại đâu. À, chị đợi em một chút nhá. Alo, cậu đánh xe ra trước cổng công ty đưa chị shipper đến ngân hàng giúp tôi nhá. Thế còn chị thì sao ạ? Lát nữa chị có lịch đi học lớp mà, chị quên rồi ạ? Nhờ, tôi quên mất. Nhưng mà thôi, không sao đâu. Đi học lớp thì cũng không cần phô trương cầu kỳ quá làm gì đâu. Tôi tự lo được. Cậu cứ chở chị shipper đi đi, nhá. Giờ chị đi ô tô của em nhá. Chứ chị mặc váy này đi xe máy không tiện đâu. Còn chiếc xe máy này của chị thì cho em mượn một chút nhá. Mà tao ra ngân hàng để vay tiền trả nợ cho mày đấy. Tao còng lưng đi kiếm tiền để nuôi mày, mà bây giờ mày đi nói dối tao đi ăn chơi đàn đúm như thế à? Nợ nần thì ngập đầu ra đấy, mà vẫn quần áo hàng hiệu này. Bên ngoài thì bóng bẩy, bên trong thì rách nít không một xu dính túi. Đúng là sống sao thì gặp quả báo như vậy. Thường những người tỏ vẻ thượng đẳng, khinh bỉ người khác thì bên trong lại rỗng tuếch, thắng nhở. Ưu điểm duy nhất của cậu chắc là có được một người chị tốt bụng như thế này đấy. Linh à? À không, chủ tịch. Tại vì mình không biết nên là thôi cho mình xin lỗi, tha thứ cho mình nhá. Người cậu cần xin lỗi nhá là chị của cậu đấy. Đúng ra là cậu sẽ không được nhận vào tập đoàn của tôi đâu. Nhưng mà vì nể người chị tần tảo của cậu và để giúp cậu trả nợ, tôi sẽ cho cậu vào làm trong tập đoàn của tôi, nhưng ở vị trí nhân viên. Còn Cường, cậu chính thức được nhận vào làm ở tập đoàn Greeny, nhưng là vị trí quản lý. Thắng sẽ là nhân viên dưới trướng của cậu. Tập đoàn của tớ rất cần những người quản lý khiêm tốn và tử tế như cậu đấy. Tớ cảm ơn Linh. Em ơi, chị cảm ơn em nhá, vì đã bỏ qua thằng em trời đánh của chị. Còn không mau cảm ơn đi à? Cảm ơn chủ tịch. Con nhà người ta, vợ sinh thì còn đỡ đần được cho vợ việc nọ việc kia. Còn con nhà tôi, lau cái nhà chưa xong đã lăn ra ngủ rồi. Bây giờ trời có sập xuống thì chắc là nó cũng không biết cái gì đâu. Ây giời đất. Đã trắng được cái nết gì thì chớ, lại còn đú đờn, hư hỏng mất nết. Vợ đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc, vậy mà vẫn còn. Vậy là sao nhỉ? Sao thằng Hiếu nhà mình nó lại đi ra từ nhà cô ta vào buổi sáng chứ? Chồng cô ta thì đi vắng suốt, mà bố mẹ chồng thì ở xa. Lạ thật đấy. Úi dồi ôi, coi kìa. Không có lẽ không thể để thế này được. Mình phải, lỡ con Hà nó mà biết thì chết. Nó mà biết thì không biết làm thế nào đây. Trời ơi là trời, con ơi là con chứ. Anh về rồi à? Anh đi đâu mà cả đêm mới về vậy? Cái gì? Tôi đi vào công việc. Công việc gì mà đến cả đêm vậy à? Cô đàn bà biết cái gì mà hỏi? Mà chưa tắm à? Mùi kinh đấy. Sao mà dạo này
anh hắt hủi lạnh nhạt với em vậy? Tôi hắt hủi cô hồi nào? Cô ngửi lại mùi trên người cô xem. Toàn mùi bỉm sữa. Chịu khó tắm rửa cho sạch vào. Kinh lắm. Phụ nữ sinh con. Ừ, mẹ. Có mùi sữa, mùi bỉm là cái chuyện bình thường. Con nói thế là mẹ nghe không có lọt lỗ tai đâu đấy. Thôi, con mệt lắm. Con đi làm cả đêm. Thế đêm nào vợ con nó cũng thức. Nó ấm bế con cả đêm quấy khóc. Nó có than với con câu nào không? Phụ nữ nào mà chẳng như vậy hả mẹ? Sao mẹ phải bênh? Con mệt lắm. Con đi đây. Con ạ, đàn ông họ vô tâm lắm. Con đừng buồn nhá. Chắc dạo này công việc của nó cũng căng thẳng nên nó mới như thế. Chứ mẹ biết là nó cũng vẫn thương con lắm. Mẹ ơi, con không hiểu được là từ ngày con bầu bí, anh ấy thay đổi thành một người khác hoàn toàn mẹ ạ. Hay là anh ấy có bổ ở ngoài, anh ấy muốn bỏ con à mẹ? Không đâu, không có chuyện đó đâu. Con đừng có nghĩ quẩn, rồi là mất sữa tội nghiệp cho thằng nhỏ. Con yên tâm đi, có mẹ ở đây rồi á thì đố đứa nào bước chân vào được cái nhà này. Anh kể thôi, con vừa ngủ. Mà hôm nay anh về sớm thế. À, anh trông nhà một lát nhá. Em chạy ra ngoài mua ít đồ nấu cơm. Anh thích ăn canh cua hay là thịt hấp? Tối anh đi có việc rồi. Em với mẹ cứ ăn cơm trước đi, không phải chờ anh đâu. Hôm nay anh lại không ăn cơm nhà. Thế mà em cứ tưởng suốt ngày tướng với trật tượng. Anh đi làm bận rộn để lo cho cái gia đình này, chứ không phải là lo cho anh đâu. Bận mấy thì bận, nhưng mà bữa cơm gia đình là quan trọng. Công việc thì nó cũng phải có giờ có giấc thôi chứ con. Mẹ nói đúng rồi đấy anh ạ. Lâu nay anh chẳng ăn cơm ở nhà đấy. Mẹ, con đi bàn chuyện làm ăn. Bây giờ chủ yếu là trong giờ ăn và ngoài nhà hàng thôi mẹ ạ. Ờ thôi, đấy là mẹ nhắc nhở con thế thôi. Dù con đi đâu hay làm gì thì con cũng phải nhớ ở cái nhà này còn có vợ con nheo nhóc. Đừng có mải ham bên ngoài, mà khi nhận ra gia đình mới là quan trọng thì đã muộn rồi đấy con nhá. Hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ có chuyện gì à? Em cũng không biết nữa, từ sáng đến giờ mẹ cứ khác khác ấy anh ạ. Thôi, anh đi tắm đã, không lại muộn mất. Vâng. Mẹ ơi, con đi nhá. Vợ ơi, anh đi đây. Vâng ạ. Em, em đến lâu chưa? Từ từ đã. Từ từ cái gì nữa? Anh làm gì mà vội thế? Anh thèm lắm rồi đấy. Tiếp làm cứ như là thèm khát lắm bằng ấy. Thèm khát lắm rồi. Này, vợ anh ấy. Vợ anh làm sao? Thế em hỏi thật nhá. Thế anh yêu em hay là anh yêu vợ anh? Tất nhiên là anh yêu em rồi. Em hỏi câu khó thế. Thế nhưng mà lỡ mối quan hệ của em và anh bị vỡ lở ra, em sẽ bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà đấy. Bây giờ ấy, không ai nói thì làm sao mà biết được. Bây giờ em có chồng rồi, mà anh cũng có vợ, có con rồi. Em không phải sợ. Anh nói như vậy thì hóa ra anh đến với em chỉ vì nhu cầu à? Em thấy còn gì? Này, em yêu anh ấy là thật đấy. Em chán chồng em lắm rồi. Anh về bỏ vợ đi, rồi chúng mình ở với nhau, được không? Mẹ! Các người có là con người nữa hay không? Bác cháu... Bác cháu cháu cái gì? Loại đàn bà hư hỏng như cô có tư cách gì mà dám đòi đuổi con dâu tôi ra khỏi nhà? Cô mà xứng à? Bác ơi, bọn cháu yêu nhau tận lòng mà bác. Bác cháu cháu cái gì? Loại đàn bà như cô đã có chồng rồi mà dám đi ngoại tình với người đàn ông khác để phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta.
Bác ơi, cháu biết ngoại tình là sai, nhưng mà tình yêu đâu có lỗi đâu hả bác? Tình yêu à? Được rồi, tôi sẽ cho hai người tọa nguyện. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng làm lớn chuyện. Con và Huyền đây chỉ là nhất thời bùng bột thôi ạ. Con xin mẹ. Tao không ngờ lại có đứa con hư hỏng, mất nết như mày. Mày làm những cái việc này, mày có nghĩ đến mẹ, đến cái Hà, đến con của mày không? Mẹ, con sai rồi. Chỉ vì con không kiềm chế được cảm xúc, cho nên con mới bị dục vọng làm mờ mắt. Mẹ ơi, con xin lỗi. Trong thời gian vừa qua, vợ con bầu bí, cho nên con mới làm liều ạ. Mẹ ơi, vợ mày nó sinh con cực khổ, mày là chồng, mày không giúp gì được nó thì tôi lại còn đi ra ngoài chim chuột, mèo mả, gà đồng với cái loại đàn bà này à. Ok, bác nói vậy là hơi xúc phạm cháu rồi đấy ạ. Cô mà lại còn tư cách đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình ấy sao? Cháu đâu có phải loại đàn bà như bác nói đâu. Tôi nói cho cô biết nhá, cái giá của loại đàn bà đi ngoại tình là một, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là hai này. Tôi sẽ cho cô trắng tay. Ok, bác định làm gì ạ? Đây, tất cả những hình ảnh của hai người tôi đã ghi vào trong này rồi. Đoạn video này tôi sẽ gửi về cho gia đình nhà cô, gia đình nhà chồng cô nữa, xem người ta xử lý cô như thế nào. Ôi bác, cháu xin bác ạ. Bác mà làm vậy thì gia đình chồng nhà cháu đuổi cháu ra khỏi nhà mất ạ. Vậy khi cô làm những chuyện đồi bại này, cô có nghĩ đến hậu quả không? Bác ơi, cháu xin bác, cháu sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Mẹ ơi, con xin mẹ, từ giờ con không dám làm như thế nữa đâu ạ. Tại vì cô này chính cô ý quyến rũ con trước ạ. Anh đúng là đồ bỉ ổi. Anh mới chính là người quyến rũ tôi để tôi mắc sai lầm như thế này. Cô mới là con quỷ cái, chính cô mới là người quyến rũ tôi. Anh cũng là đồ khốn nạn. Mẹ, con xin thề, từ giờ con không tái phạm nữa đâu ạ. Con mà tái phạm, con sẽ mất hết tất cả. Thôi được rồi, may mà anh còn chút liêm sỉ, anh còn nghĩ đến hạnh phúc gia đình của anh. Tôi sẽ tha cho hai người lần này, nhưng mà chỉ một lần này thôi đi. Đi về. Hiếu, Hiếu ơi, dậy, dậy. Được rồi, tao có cách. Cháy nhà rồi! Mọi người ơi, cháy nhà rồi! Cứu mẹ! Mẹ, cứu người. Mẹ làm cái gì vậy? Tôi sai anh lau cái nhà, mà cái nhà vẫn còn y nguyên. Gọi mãi anh không dậy thì tôi phải làm cách đấy. Mẹ, hôm qua con đã bế thằng Cubin cả đêm rồi, mẹ phải để cho con ngủ tí chứ. Thôi, không phải lắm lời, lau nhà lau cửa xong rồi xuống bếp nấu cơm. Mẹ cái gì? Ôi mẹ để con, anh để em. Hôm qua anh đã thức cả đêm rồi, bây giờ anh vào đi nghỉ đi. Ừ, thế nhá. Đứng lại đã. Ai cho anh đi hả? Anh mới thức một đêm thì thấm vào đâu với vợ anh. 4 tháng trời nay đêm nào nó cũng ấm bế con anh để dỗ dành. Anh ý, bây giờ phải nếm mùi bỉm sữa đi, xem có còn dám chê vợ nữa không. Mẹ, hôm nay mẹ đi chợ mua gì đấy? Để con nấu cơm nhá. Quần áo vợ để anh phơi nhá. Không biết từ hôm qua có chuyện gì mà anh ấy lạ lắm ấy mẹ ạ. Chắc là bây giờ biết nghĩ cho vợ rồi. Con cứ để quần áo đấy, để cho nó phơi. Còn con á, bỏ xuống đây, đi ra ngoài sắm đồ với mẹ. Đi. Người ta bảo mẹ chồng nàng dâu này nọ, đây thì thương con dâu hơn cả con trai. Alo, em đây. Nhà này hình như có ma mình ạ. Vâng, em vừa đăng tin giao bán nhà rồi. Thì chắc là em về bên ông bà ngoại ở một thời gian rồi chờ anh về, mình mua nhà khác ở vậy. Vâng ạ. Ôi mẹ ơi, nhà này con mới thấy chuyển đến mà bây giờ đã treo biển bán nhà rồi mẹ này. Ừ,
Nghe đâu nhà này có ma đấy con ạ. Ôi sợ thế hả mẹ? Thôi, con đừng quan tâm đến chuyện nhà người ta nữa. Con ý phải chú ý chăm chút cho mình. Suốt ngày con thơ con mọn, bỏ bê bản thân, dễ khiến cho chồng nó chán lắm đấy. Dạ con biết rồi. Chắc là mẹ là người mẹ chồng tuyệt vời nhất thế gian. Đi.